chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em làm một cái video giới thiệu tới mọi người một sản phẩm ô tô, đó chính là Toyota Innova 2020. Toyota Innova 2020 cho ra đời với 4 phiên bản đó. Và 4 phiên bản có mức giá từ 771 triệu đến 979 triệu. Đây là giá trước bạ. Vâng, và bao gồm các phiên bản Toyota Innova V2.0AT, Toyota Innova Ventura, Toyota Innova G2.0AT và Toyota Innova E2.0MT. Tiếp theo em xin mời mọi người sẽ cùng em tìm hiểu về dòng sản phẩm mà em cảm thấy là có mức giá khá hợp lý, tức là so với số tự động, đó là Toyota Innova G2.0AT. Được thiết kế sang trọng vững chãi, xe có 5 tông màu để cho anh em có thể lựa chọn, bao gồm màu bạc, màu đồng, màu trắng, màu xám và màu ngọc trai. Đây là một dòng xe 8 chỗ ngồi, kiểu dáng đa dụng, nhiên liệu chạy bằng xăng. Xe được lắp ráp tại trong nước và hộp số tự động 6 cấp, có động cơ dung tích xăng 1998 cm3. Về phần ngoại thất của xe, về sở hữu vẻ bề ngoài sang trọng cùng khung gầm vững chắc, Innova thế hệ mới đột phá đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống hiện đại, xứng đáng là người bạn đồng hành cùng gia đình. Với gương chiếu hậu ngoài có chức năng chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ cùng đèn chào mừng độc đáo cùng màu thân xe cho vẻ sang trọng và trang nhã. Về đèn sương mù dạng hình thon gọn, cân xứng với thiết kế tổng thể cản trước viền trục. Đèn được mạ chrome mang lại dáng vẻ sang trọng. Cụm đèn trước với thiết kế mới sắc sảo, sử dụng đèn halogen phản xạ đa chiều cùng hệ thống điều chỉnh góc chiếu bằng tay tiện lợi. Về phần đầu xe với lưới tải nhiệt hình lục giác kết hợp với cụm đèn trước cùng cản trước thiết kế mở rộng, tạo ra những đường nét vuốt dài sắc sảo cho cảm giác không gian ba chiều mạnh mẽ vững chãi. Về góc đuôi xe, phần đuôi xe đường bề vệ với trang bị anten dạng vây cá mập tạo lên sự cuốn hút đầy uy lực. Phần cửa sau được thiết kế góc cạnh sắc nét tạo lên tổng thể của xe vững chãi. Về mâm xe kim được hợp kim nhôm 5 chấu cỡ lớn 16 inch được thiết kế 3 chiều với mỗi chấu làm toát lên vẻ thể thao khỏe khoắn. Về cụm đèn hậu phía sau, cụm đèn hậu thời thượng với thiết kế hình chữ L tạo dáng vẻ sang trọng và chắc chắn. Tiếp đến là về phần nội thất. Nội thất của dòng xe này sang trọng đẳng cấp, nội thất sang trọng với tông màu chủ đạo tạo không gian đẳng cấp cho chủ sở hữu. Hộp để đồ có khả năng làm mát, về hộp để đồ có thuận tiện hơn với chức năng làm mát đồ uống, tối đa sự tiện nghi cho chủ sở hữu. Hệ thống điều hòa với hai dàn lạnh công tắc điều chỉnh tự động riêng biệt, thuận tiện với cùng các cửa gió, các hàng ghế giúp làm lạnh nhanh chóng, tạo cảm giác dễ chịu thoải mái cho mọi hành khách. Hệ thống âm thanh CD một đĩa kết hợp với USB AUX mang đến âm thanh trung thực, tạo lên không gian thư giãn và sảng khoái cho mọi hành trình. Ngăn đựng mắt, ngăn đựng kính mắt thuận tiện đem tới sự tiện nghi tối đa cho chủ sở hữu. Về đồng hồ, mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của người lái với bảng đồng hồ màn hình hiển thị đa thông tin một cách chính xác và rõ ràng. Về cụm vô lăng tay lái với chất liệu Urethane, đồng thời tích hợp với các nút điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, màn hình hiển thị đa thông tin cho dáng vẻ vừa uy quyền, vừa hiện đại, vừa lịch lãm. Cách xếp ghế linh hoạt hơn với nhiều cách bố trí tạo không gian đa dạng, phù hợp với mọi mục đích sử dụng của chủ sở hữu. Với khoang hành lý và về khoang hành lý có khả năng điều chỉnh ghế linh hoạt và tối đa diện tích khoang hành lý, bạn sẽ không còn phải lỗi lo về hành lý cồng kềnh, hãy thư giãn và tận hưởng những chuyến đi cùng gia đình. Đèn chiếu sáng nội thất đắm mình trong không gian hài hòa đẳng cấp với ánh sáng xanh sâu thẳm cho cảm giác thư thái trên mọi hành trình, đặc biệt là vào ban đêm. Ngăn đựng vật dụng, nhiều ngăn đựng vật dụng được bố trí trong tầm tay giúp hành khách trên xe thuận tiện sử dụng không gian nội thất. Không gian nội thất rộng rãi giúp cho chủ sở hữu chìm đắm trong cảm giác sang trọng. Bàn gập sau lưng ghế với thiết kế mới, bàn gập sau lưng ghế mang lại sự thuận tiện tối đa cho nhu cầu làm việc hoặc giải trí của chủ sở hữu. Điều chỉnh ở hàng ghế thứ hai, gập ghế một chạm vô cùng tiện lợi và dễ dàng cho dù bạn đang bận rộn với những túi hành lý hay đi mua sắm công cành. Tựa tay hàng ghế sau mang lại sự thuận tiện thoải mái cho hành khách trong những chuyến đi xa. Về phần những tính năng nổi bật của nó thì bao gồm có chế độ ECO và chế độ Power, chế độ EOC và chế độ Power cho khách hàng thêm lựa chọn, không những nâng cao hiệu quả làm việc mà động cơ
của động cơ mà còn giảm thiểu các tiêu hao về nhiên liệu, hộp số tự động 6 cấp, hộp số tự động 6 cấp chuyển số êm ái mượt mà nhưng không làm giảm đi sự vận hành mạnh mẽ khi cầm lái. Hệ thống khung gầm được thiết kế mới cứng cáp với khả năng chịu lực tuyệt vời, giúp tăng cường độ vững chãi ổn định cho xe dù là khi vận hành với tốc độ cao hay đang di chuyển trên những cung đường gập ghềnh. Với hệ thống treo với tay đòn kép ở phía trước và liên kết 4 điểm ở phía sau nhằm giảm tốc độ rung lắc cho cảm giác lái êm ái dễ chịu dù cho trên những địa hình gồ ghề nhất. Động cơ một TRFE được nâng cấp lên VVTi, kép tỷ số nén được tăng lên đồng thời giảm ma sát hoạt động. Điều này giúp động cơ đạt công suất và moment cao hơn, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tiếng ồn của động cơ cũng được giảm đáng kể, giúp bạn tận hưởng trọn vẹn những giây phút cùng gia đình. Về độ an toàn của xe, với thiết kế mới, Toyota Innova 2020 được trang bị cảm biến lùi giúp xác định các vật cản khuất tầm nhìn, phát tín hiệu cảnh báo hỗ trợ người điều khiển đánh lái phù hợp để lùi hoặc đỗ xe an toàn. Cấu trúc giảm chấn thương đốt sống cổ. Trong trường hợp xảy ra va chạm mạnh từ phía sau, đầu và thân hành khách có xu hướng đập mạnh vào ghế, cấu trúc giảm chấn thương đốt sống cổ sẽ giảm chuyển động tương đối giữa đầu và thân, giúp giảm thiểu tối đa chấn thương phần đốt sống cổ. Móc cài ghế trẻ em Isofix. Đối với các gia đình có trẻ nhỏ, móc cài ghế trẻ em Isofix là trang bị rất hữu hiệu, giúp định vị ghế trẻ em chắc chắn và an toàn, đem lại sự an tâm và thoải mái cho cả gia đình. Cột lái tự đổ giúp hạn chế khả năng chấn thương phần ngực cho người lái khi có va chạm. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS khi được kích hoạt bằng cách đạp phanh dứt khoát. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS sẽ tự động nhấp nhả phanh liên tục, giúp các bánh xe không bị bó cứng, cho phép người lái duy trì khả năng điều khiển xe, tránh chướng ngại vật và đảm bảo độ ổn định trên thân xe. Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD. Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD phân bổ lực phanh hợp lý lên các bánh xe, giúp nâng cao hiệu quả phanh, đặc biệt khi xe đang chất tải và vào cua. Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA. Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA tự động gia tăng thêm lực phanh trong trường hợp khẩn cấp, giúp người lái tự tin xử lý các tình huống bất ngờ. Về khung xe, với kết cấu qua sử dụng thép chống ăn mòn cứng vững hơn cho khả năng giảm thiểu tối đa lực tác động trực tiếp lên khoang hành khách để đảm bảo độ an toàn. Về hệ thống túi khí được trang bị 7 túi khí để đảm vệ người lái và hành khách trong trường hợp có va chạm xảy ra và nguy hiểm. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Em chúc mọi người sẽ tìm và được một dòng xe ưng ý của mình. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.